Rồi, xé phiếu đi anh Bảy, xé phiếu rồi phát quà cho cô đi. Chúc cô năm mới vui vẻ nha. Chúc cô năm mới vui vẻ. Cảm ơn Hồng Ngọc đi con. Cảm ơn Hồng Ngọc. Dạ không có gì, không có gì con. Dạ rồi rồi rồi, có nhận quà đi cô. Để sao kìa, để sao, để lên sau. Đó cái xe của cô là xe đạp nha, còn xe máy không phải nha. Xe máy là của em đó. Rồi bây giờ còn 2 phần quà nữa nha. Bây giờ còn 2 phần quà nữa là xong của ngày hôm nay. Đó, 2 phần quà nữa. Từ phần quà ngày hôm nay đó. Quà ngày hôm nay bao gồm là 10 ký gạo. 10 ký gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước mắm, 1 bịch bột ngọt, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 chai dầu ăn, 1 bịch bột ngọt. Đó, 7 món nha. Đó, 1 phần quà đó.